Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tâm Phát Sơn. Hôm nay mẫu tiếp theo mình hướng dẫn với các bạn đó là một cái đầm xòe A 7 mảnh. Và các bạn trước khi vào bài viết thì mình muốn nói là nếu các bạn muốn coi cái hình cho nó rõ thì các bạn vào trong Zalo với số điện thoại là Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Tâm Phát Sơn. Hôm nay mình hướng dẫn mẫu tiếp theo đó là một cái mẫu đầm 7 mảnh. Cực kỳ dễ thương đúng không ạ? Và các bạn lưu ý là muốn coi cái hình rõ thì các bạn vào trong Zalo với số điện thoại 0365552685 của Tâm Fashion. Các bạn sẽ thấy hình rõ hơn nhé. Và bây giờ các bạn bắt đầu vào bài viết. Để cắt được cái đầm này thì các bạn lưu ý trước khi các bạn cắt thì phải nhìn vào cái đầm xem là họ cắt theo kiểu gì. Và các bạn nhớ là đối với đầm 7 mảnh thì thường là người ta rã 7 mảnh, người ta hay cộng noe ở giữa đúng không ạ? Và nó chỉ cộng nơi ở giữa khi là một tấm đầm nó được tách rời ra nhau. Các bạn hiểu không ạ? Tách rời có nghĩa là phần ni này, chúng ta kéo dài nó xuống dưới đáy như thế này nhá. Các bạn sẽ nhìn này, với một cái đầm chữ A sẵn, các bạn sẽ phải lấy một cái đầm chữ A sẵn như thế này. Và cái phần dưới này các bạn hình dung cho mình là khi các bạn rã 7 mảnh có phải là các bạn cộng xòe noe ở cái đường này, đúng không ạ? Đấy, thì nó có hai kiểu, một là cộng xòe noe ở cái đường này ra để cho cái phần 7 mảnh này nó được phồng to ra. Hai nữa là các bạn kẻ cái đường 7 mảnh này xuống ở đâu là nó xuống nguyên ở đó. Nó xuống ở đó, nó không được thay đổi là vì sao? Là vì như thế này. Khi các bạn nhìn trong cái hình ấy thì các bạn nhìn thấy là bình thường chúng ta khép cái phần ni này, đúng không ạ? Sau đó chúng ta lại khép cái phần ni này. Khép cái ni này với cái kiểu gì? Đó là chúng ta rã cái đường 7 mảnh này ra, sau đó là đánh cúp của nó vòng lên trên cái phần trên này, hoặc là rã cúp lên trên vai thì nó mới ra 7 mảnh mà chúng ta xòe ở cái đường này, đúng không ạ? Còn nếu mà chúng ta may như cái hình ở trong này thì chắc chắn là chúng ta không thể cộng 7 mảnh vào cái đường này được. Cộng 7 mảnh có nghĩa là sao? Có nghĩa là chỉ tách cái mảnh 7 mảnh này đi thẳng xuống đây và nối lại thành cái ni đi xuống cho nó có hình cái đường rã thôi, chứ không xòe được. Khi mà cái phần này, hai phần này nó dính vào nhau, nó vẫn là một tấm niền cơ bản, thì làm sao mà chúng ta có thể cộng xòe được, đúng không ạ? Vậy thì cái đầm này chúng ta sẽ chỉ cộng cho nó theo cái xòe ở bên mông này thôi. Còn cái phần bên này chúng ta phải giữ nguyên cho nó. Vậy bây giờ chúng ta sẽ xòe nhá. Phần trên nó là phần rập cơ bản thì mình không có nói nữa, đúng không ạ? Tiếp đến cái phần dưới mông này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn. Để cắt được phần dưới mông này thì như trong hình, các bạn sẽ xòe ra từ 1/4 mông. Thay vì cộng 1, các bạn sẽ phải cộng ra cho mình khoảng 3 hoặc 4 cm, đúng không ạ? Muốn xòe nhiều thì cộng nhiều, còn mình xòe cho nó khoảng 3 cm như thế này, đúng không ạ? Sau đó các bạn sẽ lấy từ trên cái đường mông này lên tới đây chia làm 3 phần, đúng không? Thì thường mình vẫn hướng dẫn cho các bạn là từ trên này xuống đây là từ 5 cho tới 7 cm, để các bạn đánh xòe mông, để cái phần eo này này nó vẫn giữ nguyên cho các bạn, đúng không ạ? Vậy thì các bạn sẽ lấy từ cái đường này đánh ra cái số 4 kia. Đây, đánh ra cái 1 cộng mông là 3 hay 4 thì các bạn sẽ đánh ra cái đường này. Sau khi đánh ra thì chúng ta sẽ đánh xòe nó bay ra ngoài. Đó, chúng ta xòe bay nó ra. Khi mà xòe bay nó ra thì các bạn đánh cong cho nó cái phần này. Đó, đánh cong cho nó một chút xíu vào đây để cho nó không có bị thẳng đét cái mông nhá. Mông của chúng ta cong, chúng ta đánh cong cái phần này ra đây, cho nó khoảng 0,5 tới 1 cm để nó phồng cái phần mông này lên cho chúng ta, đúng không ạ? Đó. Và các bạn nhớ là nếu mà cái bụng của người ta to thì các bạn lấy từ trên này xuống đây khoảng 5 thôi. Còn nếu mà cái bụng người ta nhỏ thì đánh từ xuống đây, nó là 1/3 của bạn này thì nó sẽ đẹp cái đầm của chúng ta. Tiếp đến cái phần dưới này các bạn đánh cong lên cho nó thì các bạn nhớ là đánh vuông góc, chia cái phần xè này ra cho nó thành 1/3 cho mình. Đó, sau đó các bạn sẽ đánh vuông góc cái đường này thì các bạn sẽ đánh cho nó ở phần vào cổ này, các bạn sẽ vào cổ từ cái đường cổ chính này vào đây cho mình thêm khoảng 3 cm. Và cái phần này nếu mà các bạn muốn cổ nó cạn ấy thì các bạn sẽ đánh cái phần cổ nó đúng vào cái đường hạ cổ sơ mi này, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đánh nó xuống đây. Đây là cái cổ nó cạn, các bạn hình dung cho mình nhá. Đó, nếu mà cổ cạn thì chúng ta sẽ đánh cái phần cổ nó ở đây. Đó, vì đây nào nó là cổ thuyền tròn. Thuyền tròn có nghĩa là nó không tròn hẳn mà nó là cổ thuyền. Thuyền tức là cái phần này nó sẽ dài hơn, còn cái phần này ngắn hơn, đúng không ạ? Còn bạn nào muốn cho nó sâu hơn một chút xíu thì có thể đánh xuống bên dưới.
Đó, thêm cho nó 1 cm nữa, tức là từ trên phần trên này này, các bạn sẽ lấy xuống cho mình là khoảng 7,5 cm. Đúng không ạ? Và từ đây vào đến trong này nó sẽ là khoảng 10. Từ đây vào đến đây là khoảng 10 hoặc 10,5 và từ đây xuống đây là khoảng 7 cho tới 7,5. Sau đó các bạn đánh cong cái đường này thì nếu các bạn muốn biết nó bao nhiêu thì các bạn cứ đánh cho nó xéo từ cái đường này ra đây. Đó, các bạn đánh xéo từ đây ra đây với kẻ màu đen này, các bạn đánh cong cái phần này ra cho nó khoảng 1,5 tới 2 thì nó sẽ thành cái phần cổ của chúng ta. Và chúng ta cắt cái phần này đi cho nó dễ nhìn. Đó. Khi các bạn cắt cái phần cổ này đi thì cái phần trên vai này các bạn nhìn cho mình ở đây. Từ cái phần trên vai này chúng ta lấy xuống đây, chúng ta sẽ chia đôi ra cho nó. Đúng không ạ? Sau đó chúng ta sẽ nối sang cái đường này. Từ cái phần này hạ nách lên đây cho mình khoảng 2 cm. Các bạn sẽ đánh cái đường này vào đây. Đó. Và khi nối nó sang thì các bạn sẽ đánh cong cái phần này lên đây cho mình. Đó là nó ra cái phần trên này là lưới xuyên thấu, các bạn hình dung nhá. Và các bạn nên nhớ cho mình là trên này nó là dạng sát nách này, đúng không ạ? Từ cái phần này này nên đây nó là dạng sát nách và tay nó chỉ tra từ dưới này lên đây thôi, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ phải đánh cho nó như sau. Từ đầu này sẽ vào từ 1,5 cho tới 2 cm. Và sau đó các bạn đánh cong cái phần này nên làm hình sát nách như thế này. Đó, các bạn sẽ đánh cho nó vào phần sát nách. Thì các bạn muốn cho nó vào sát nách sâu hơn thì các bạn có thể đánh xéo nó vào đây này, đúng không ạ? Thì phần sát nách của các bạn nó sẽ sâu hơn, đúng không? Còn mình đánh vào đây khoảng 2 cm như thế này. Sau đó các bạn sẽ đánh cho nó cong cho nó đẹp. Đó, thì khi các bạn đánh vào đây này, cái phần này nó sẽ được nấn vào đây cho nó khoảng 1 cm như thế này. Thì nó sẽ đẹp cái phần tay của chúng ta khi chúng ta tra lên, nó không bị dư ra phía ngoài vai các bạn nhé. Đó, và nhớ cho mình là cái phần này này nó vẫn được may. Thì bình thường chúng ta khép cái phần ni ngực, chúng ta hay đánh nó vào tới tim ngực này, đúng không ạ? Nhưng khi chúng ta may phần ni này thì chúng ta rời nó ra đây khoảng 2 cho tới 2,5 cm. Các bạn sẽ may cái phần ni bên này cho mình lùi ra bên ngoài. Đó, khi chúng ta không có may cái phần chúng ta không xoay chuyển bên thì chắc chắn là phải lùi ra đây nhá. Khi chúng ta không xoay chuyển cái bên ngực này thì từ từ cái tim ngực này ra đây phải rời ra khoảng 2 cho tới 2,5 cm và may cái đầu bên nó vào tới đây thôi. Tiếp đến cái phần chỗ này cũng vậy, từ đây xuống đến đây khoảng 1,5 cm, chúng ta sẽ phải đánh cái phần này này. Đó, chúng ta sẽ đánh cái phần này tụt xuống đây để cho cái đầu bên của chúng ta nó đẹp hơn vì chúng ta không xoay chuyển bên, đúng không ạ? Đó, và đây là rập của chúng ta, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ rã để cho ra cái phần eo. Đó, và cái rập của chúng ta nó như thế này. Thì các bạn hình dung nhá, mình rã như thế này nhưng không phải cái đầm này nó rã ra như thế này, các bạn hình dung không ạ? Mình rã ra để cho những người nào mới học ấy thì sẽ phát hiện ra được như thế này. Cái phần ni này chúng ta vẫn là một mảnh liền như thế này này, chúng ta chỉ cần may cái phần ni bên này đúng theo cái phần ni mà chúng ta có. Chúng ta chỉ cần may cái ni bên này đúng như cái phần ni của chúng ta có. Sau khi chúng ta xuống cái phần ni bên này, đúng không ạ?
Chúng ta may luôn một đường thẳng chạy dài xuống dưới ở như ở phía trong ấy, có nghĩa là đường mây men của chúng ta từ đâu chúng ta chạy thẳng xuống dưới dưới kia theo một cái đường mí của nó là một ly ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái đường giả giống hệt bảy mảnh mà chúng ta đã ra, đúng không ạ? Các bạn có hiểu không? Hãy không hiểu thì có thể là nghe lại video sẽ hiểu nhá. Và sau đó là các bạn sẽ có một cái đường giả như thế, còn cái phần xòe A này tự nó sẽ đổ xuống như trong hình cho chúng ta, đúng không ạ? Còn mình cắt cái phần xòe này ra đây để cho các bạn hình dung như thế này. Các bạn đừng tưởng tượng là cái phần này nó sẽ được đá xòe bảy mảnh như những cái đầm khác. Ví dụ đi, các bạn mình đang ví dụ nhá. Những cái đầm khác mình có thể rã xòe bảy mảnh ra đây, đúng không? Mình có thể rã xòe bảy mảnh ra đây. Cũng như bên này chúng ta cũng có thể rã xòe bảy mảnh ra như thế này, đúng không ạ? Ví dụ là mình có thể rã xòe như thế. Nhưng mà chả lẽ khi mình may thì mình banh nó ra như thế này à, đúng không? Nếu mình banh nó ra như thế này thì cái phần này nó cong lên này. Đó, nó là một cái rập. Bình thường chúng ta phải khép được cái ni này. Đấy, chúng ta sẽ khép cái phần ni này vào này. Bình thường là chúng ta khép cái phần ni nách này, ni sườn này, đúng không? Khi chúng ta, các bạn nhìn cho mình là bình thường nhá. Nếu chúng ta muốn cho nó xòe cái phần này ra mà có độ xòe mạnh hơn thì chúng ta phải khép cái phần ni sườn này vào như thế này. Đó, các bạn nhìn nhá. Thì nhìn dù mình như thế này. Nếu các bạn muốn cho nó xòe, các bạn hình dung là nếu muốn cho cái này nó có độ xòe thì các bạn sẽ phải khép cái phần ni sườn này vào cho mình và đừng may cái ni sườn này nữa, trượt tiêu nó luôn dính vào đây. Thì cái độ xòe này của các bạn muốn đánh xòe ra đây này, thêm cho nó chính là cái đoạn xòe bắt đầu từ cái đường này này, các bạn thấy không ạ? Mình sẽ cho nó xòe ra đây. Đó. Và cái xòe này ra nó sẽ ra được vào cái bên này này, đó. Nó xòe bắt đầu từ cái đầu ni này. Đúng không? Nó sẽ xòe ra đây, tức là độ chứa của cái ni ở đây này. Cái ni này bị bung ra thì cái độ chứa xòe này nó mới có. Các bạn hình dung không ạ? Đó. Đấy là cách mình hướng dẫn cho các bạn nếu muốn cho nó xòe nhiều ở cái phần giữa này. Nó phải được tách rời ra hai mảnh hoặc là nó được khép cái ni sườn này, nó mới ra được cái phần xòe này. Còn bình thường trong hình các bạn nhìn thấy là nó may ráo luôn cả cái ni này, đúng không ạ? Nó may cái ni này. Nó may cái ni này, sau đó nó lại cũng may cái ni này. Vậy thì cái đầm này ấy, nó chỉ xòe thẳng xuống dưới như thế này. Và cái đập này thì các bạn nhớ cho mình là nếu mà may cái phần này này, cái phần cổ này của chúng ta, thay vì chúng ta vào 10,5 đúng không ạ? Chúng ta có thể vào cho nó nhiều hơn nữa để cho cái phần cổ của chúng ta nó rộng hơn như thế này. Chứ không nhất thiết là đi theo mình đâu nhá. Bởi vì mình hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết rằng là cổ thuyền ấy thì bao giờ cái chiều này nó cũng nhiều hơn, còn cái phần này nó sẽ xuống ít hơn. Nếu các bạn vào 10 thì 10,5 đúng không ạ? Nếu các bạn vào đây là 10 hay 10,5, các bạn không thích có thể vào đây là 11 hoặc 12 thì cái phần cổ thuyền của chúng ta nó lại rộng ra phía này thì chúng ta lại cắt nùi nó ra phía này được. Các bạn hình dung không ạ? Hình được là cái phần cổ phía trước hay sau này chúng ta đều có thể thay đổi cổ rộng hay cổ hẹp, đúng không ạ? Và cái phần này quan trọng nhất là khi lên trên cổ thuyền ấy thì các bạn sẽ cho mình một cái ni, đúng không ạ? Và các bạn sẽ kẻ lên đây. Và cái ni này các bạn sẽ thu lại cho mình là khoảng 0,5 cm. Các bạn đừng thu nhiều nhá, thu khoảng 0,5 cm thôi. Và khi các bạn thu cái phần ni này này, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ phải khép cái phần ni này vào như thế này. Đấy. Khép cái phần ni này vào. Sau đó các bạn chỉnh cái phần cổ này này cho nó được êm đẹp, đúng không ạ? Đó, sau đó các bạn chỉnh cho nó êm đẹp thì các bạn sẽ tách cái phần này ra. Đúng không? Và khi các bạn đánh cong nó ở đây này, đấy, thì các bạn sẽ thấy là nếu mà cái đường may này của chúng ta, thì nếu chúng ta không muốn rã cái đường này ra mà chỉ muốn may cái đường ni này thẳng xuống và chúng ta kẹp cho nó thành một đường một ni ở đây này, rồi nó ra cái đường rã này, thì chúng ta sẽ phải rã cái phần ni này ra, đúng không? Chúng ta rã ni này ra này để cho cái độ cong của cái phần 0,5 cm phía trên này này, đúng không ạ? Nó được thông thoáng
và nó đẩy ra phía như này, hoặc là các bạn có thể bung cái đường này ra để cho nó thả cái đường dưới này ra cho nó bung nhẹ hơn. Đây các bạn sẽ nhìn nhá, mình sẽ thả cái đường này ra đó. Và khi cái phần ở phía trên này này, các bạn nhớ cho mình là khi cái phần phía trên này nó được thu lại 0,5cm của cái đường ở trên cổ này, thì cái phần dưới này nó sẽ được mở nhẹ ra như thế này. Đấy các bạn thấy không ạ? Đó, thì khi nó thu cái đường trên này ra 0,5cm, đúng không? Và nó mở nhẹ cái đường này ra như thế này. Đấy, thì khi các bạn đặt vào đây ấy, các bạn sẽ may cái phần ni này và các bạn cắt, thì có phải là trên này thu 0,5cm, dưới này sẽ hả ra một cái đường ni ben cho các bạn như thế này. Tức là cái đường này nó có đường may cho các bạn từ trên xuống dưới rồi đây này, các bạn hình dung không ạ? Đó, nó có cái đường may bắt đầu từ trên ben này đi thẳng xuống dưới. Và các bạn vuốt thẳng thì có phải đây là cái phần đường may ở cái phần ni ben đi xuống của các bạn không? Đó, còn nếu các bạn khép cái phần ni này vào này, đúng không? Và các bạn rẽ một trong những cái đường này ra cúp thì chắc chắn cái đường này nó cũng tạo ra 7 mảnh. Đấy, các bạn nhớ nhé. Vậy là xong cái phần thân trước này, thì các bạn sẽ tạo cái phần thân sau cho mình. Thì thân sau phần dưới mình không nói gì thêm, mình chỉ hướng dẫn cho các bạn cắt cái phần ở trên cái phần nách tay này để các bạn biết cách tra cái phần tay vào thôi nhé. Đối với phần thân sau thì các bạn đã được học cái đầm 7 mảnh nhiều lần rồi, và mình không nói cái phần thân sau nữa. Cái phần trên cổ thì các bạn lưu ý cho mình là ví dụ thân trước các bạn sẽ hạ từ trên này, trên đầu vai này xuống dưới này chia đôi, và các bạn đo cái khoảng này này. Đó, từ dưới này đến tới đường rã khoảng 7,5cm. Thì cái phần thân sau này ấy, các bạn sẽ lấy cho mình cao hơn cho nó. Ví dụ các bạn sẽ lấy từ dưới cái đường ngang nách này lên đây khoảng 8,5, tức là nó cao hơn 1cm. Sau đó là các bạn có thể kẻ ngang sang đây để làm cái phần cúp ở phía trên, đúng không ạ? Bạn nào không thích nó ngang ấy thì các bạn có thể đánh cong nó xuống. Đó, và khi các bạn đánh ngang ấy thì các bạn sẽ đưa cái phần vai thân trước này vào đây. Thì các bạn nhớ là thân trước các bạn nhớ là đánh cong cái hình này thành áo sát nách, tức là đánh từ đầu đây và đến đây là 2cm, đúng không nhỉ? Thì cái phần thân sau này chúng ta cũng phải đánh vào như thế để cho nó ra giống phần thân trước, vai nó với bằng nhá. Và đánh cong cái phần này này. Đấy, và đánh thì chắc chắn là chúng ta phải trượt tiêu bỏ cái phần này đi này, và đặt cái phần đầu vai này vô đây. Đó, khi đặt đầu vai vô đây rồi chúng ta sẽ đánh cong cái phần vai này xuống đây. Đấy, thì chúng ta muốn cong ít hay cong nhiều là tùy của chúng ta. Bởi vì phần thân trước nó được cong thuyền như thế này thì thân sau chúng ta cũng chỉ nên đánh cong thuyền từ trên đầu này xuống đây khoảng 7cm, và chúng ta đánh cho nó cong như thế này nó sẽ ra phần vai, đúng không ạ? Và mình cắt cái phần vai này của chúng ta như thế này, đúng không? Phần dưới này mình cũng cắt như đây. Đấy, khi chúng ta cắt như thế này thì các bạn nhớ là đối với phần vai thân sau ấy, các bạn đưa cái phần này lên cho mình bắt đầu từ dưới này này. Đó, các bạn sẽ trượt tiêu bớt cái phần trên cổ này đi khoảng 0,5cm. Đó, và các bạn sẽ đánh cong cái phần này vào cho mình khoảng 0,5cm này. Đánh lài lài suốt từ dưới lên trên như thế này nhá, để cho cái phần lưới của chúng ta ấy, nó không bị giãn, đúng không ạ? Nếu cảm thấy cái lưới của chúng ta nó giãn nhiều thì chúng ta phải trừ hao cho nó là nhiều hơn, để cho cái đoạn ở đằng sau này này nó sẽ không bị giãn, đúng không ạ? Và mình nhắc khéo các bạn, đó là từ cái phần dưới này, đúng không? Khi các bạn rã ngang cái đường này này, đây các bạn nhìn cho mình nhá, khi các bạn rã ngang cái đường này, đúng không ạ? Thì cái phần này này các bạn đánh cong vào cho nó khoảng là 0,5cm ở đây này. Đấy, đúng không ạ? Thì chúng ta trượt tiêu cái phần chỗ này đi, đúng không? Thì chúng ta tra dây kéo từ dưới ấy, nên tới trên cái đường chỗ này là ngưng lại. Còn cái phần trên lưới này này, đúng không ạ? Thì các bạn cứ làm sao mà cộng cái đường may cho mình ở đây. Sau đó các bạn cuộn cái đường may vào như thế này. Các bạn hình dung không ạ? Cuộn cái đường may vào hai lớp, chúng ta cộng đường may nhá. Nhớ là cộng cái đường may vào, sau đó cuộn vào như thế này. Đấy, cuộn vào hai lớp này, đúng không ạ? Một lớp, hai lớp, cộng đường may vào cuộn vào như thế này nó sẽ đẹp. Và sau đó chúng ta đặt nó vào đây này. Đấy, thì cái phần thân sau này chúng ta sẽ làm một hột nút với một cái dây cài ở phần trên chỗ này vào. Còn cái phần từ đây đến đây của lưới xuyên thấu chúng ta không cần phải may nó vào, mà cũng không cần phải chúng ta không cần may tịt nó vào để làm thành kiểu nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Đấy là cái phần phía sau. Vậy là cái phần này là xong, thì mình để ra đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cắt cái tay. Cắt được cái tay cơ bản. Để cắt nên cái tay này thì chúng ta phải có một cái tay cơ bản. Sau đó chúng ta sẽ kẻ xe. Chúng ta sẽ cắt một cái tay cơ bản
Đúng không ạ? Và từ cái tay cơ bản này thì chúng ta sẽ cắt ra cái tay kia. Và nhớ là các bạn sẽ lấy cho mình, đối với vải giãn này các bạn sẽ lấy này 1 phần 2 bắp tay cộng với 2 cm cử động thôi. Đúng không ạ? Sau đó là chúng ta sẽ kéo thành cái tay dưới này, chúng ta phải cắt cho nó ôm nhá. Từ đây, từ trên cái đầu này này, các bạn hình dung từ trên đầu vai xuống tới ngang cái đường bà hạ khỉu tay đây này, thì chúng ta sẽ lấy xuống chiều dài. Chiều dài cái tay này dài khoảng 35 cho tới 40 cm, tùy theo các bạn thích dài hay thích ngắn. Thì các bạn sẽ lấy và người ta kéo tay co co lên thì nó sẽ ôm chặt, đúng không ạ? Thì khi các bạn cắt, các bạn sẽ lấy cho nó 1 phần 2 cái phần tay mà các bạn lấy bắp tay ấy, đúng không ạ? Sau đó các bạn cộng với lại 0,5 cm để cử động thôi. Nếu mà chất vải giãn, còn không giãn thì cộng với 1. Ví dụ thế thì các bạn sẽ cộng và các bạn kéo lên thành cái tay như thế này. Và các bạn phải xác định cho mình được là cái phần thân sau như thế nào. Có nghĩa là khi các bạn đặt cái nách thân sau này vô đây, đúng không? Thì nó sẽ lên tới trên này. Đây là điểm để tra tay này, đúng không? Tiếp đến cái phần trên vai này, các bạn sẽ lấy cho mình, bắt đầu từ cái phần này. Đó, các bạn sẽ cho nó đặt lên đây. Thì có đúng là cái phần chồm vai của các bạn nó ở đây này. Thì tức là cái phần vai của các bạn bao giờ may áo nó cũng là như thế này. Đó, đúng không ạ? Khi các bạn may áo, cái phần chồm vai nó sẽ nằm ở cái chỗ dưới này. Đây, đúng không? Chồm vai ở đây thì khi các bạn đặt nó vào đây này, thì cái phần vai của các bạn nó sẽ đi vào với cái phần của tay này. Nó vừa này, thấy không ạ? Đó, các bạn cứ đo cho nó từ trên vai xuống dưới bằng. Và cái phần nách trước hay nách sau thì đối với phần tay thì các bạn cũng xòe ra như thế này. Đây là giữa sống tay này, các bạn nhìn nhá. Đây là giữa sống tay này, đúng không? Và các bạn cũng làm cho mình cái đường thân sau. Đấy, các bạn sẽ lấy từ thân sau này vòng ra thân trước này, đúng không ạ? Sau đó cái phần thân trước này thì các bạn cũng đặt nó vô đây cho nó bằng. Đó, và phần thân sau, phần thân trước thì các bạn cũng lấy đúng cái điểm của cái phần tra tay vào, đúng không ạ? Và sau đó các bạn sẽ lấy cái phần tay này là cái phần chủ đạo này ở phía trên này. Có nghĩa là cái phần này khi lấy được rồi, từ đây xuống đến đây của phần vòng nách này nó sẽ vào đây này, các bạn hình dung ạ? Và từ bọn này xuống đây, đó, thì nó sẽ vào đây. Sau đó các bạn sẽ kẻ cái đoạn này vào đây. Đấy, thì khi các bạn kẻ như thế này, tức là cái phần phía trên này là chúng ta bỏ nó đi này. Các bạn hình dung không ạ? Chúng ta bỏ phần này đi thì chúng ta sẽ gọt cái phần này đi như thế này, đúng không nào? Vậy thì đây là tay của chúng ta, đây là cái phần tay của chúng ta này. Đấy, thì phần thân trước hay phần thân sau thì các bạn cũng lấy cho nó đúng. Và đây mình lấy phần thân trước sang phía này, thì mình sẽ gọt cái phần giảm này đi như thế này. Đấy, thì các bạn lưu ý cho mình như sau. Để cắt được cái tay này thì các bạn phải biết được là cái độ đổ của nó đi từ đâu đến đâu, đúng không ạ? Thì khi các bạn lấy nhá, ví dụ như từ trên cái đường này, các bạn sẽ lấy xuống đây cho nó khoảng là 6 cm. Đó, các bạn lấy ngang sang đây khoảng 6 cm này, đúng không? Thì cái độ đổ của nó sẽ bắt đầu từ đây này, đổ xuống dưới này, tức là 17 cm này, đúng không ạ? Độ đổ xéo này. Còn nếu lấy xuống đây, từ đây xuống đây là 8, muốn cho nó đổ sâu hơn xuống đây là 8, thì cái được cái đường xéo nó sẽ đổ từ bên này. Đó, nó sẽ đổ ngược từ trên này xuống dưới này. Thì các bạn đo nó ra là 19,5. Đó, thì các bạn muốn nó đổ nhiều hay đổ ít thì cũng được. Sau đó các bạn sẽ lấy cho mình cái đường ngang. Ví dụ các bạn lấy từ điểm này thì các bạn sẽ phải kẻ ra những cái đường nó như thế này này. Đó, các bạn sẽ kẻ ra những cái đường xéo và các bạn bấm tách nó ra. Đây, mình sẽ bấm tách nó ra như thế này, đúng không nào? Cái phần này mình cũng bấm tách nó ra. Đó, và khi các bạn bấm tách nó ra thì các bạn sẽ kê giấy vào cho mình. Thì cái đường đổ của chúng ta lúc nãy mình đã nói với các bạn là nó đổ ngang hay đổ dọc, nó đổ bao nhiêu theo cái đường xéo như thế này. Thì nó được cái đoạn 6 cm, tức là nó nếu đổ xuống 6 cm thì cái này là đổ ngang là 17. Nếu đổ xuống 8 cm là ngang nó khoảng 19,5 hoặc 19. Vậy các bạn ngả nó ra như thế này thì các bạn sẽ đo cái đường ngang này cho mình này. Đấy, các bạn sẽ đo đường ngang này, nếu theo 17 thì tức là nó ra tới đây của cái đường 17 đây này.
là nó sẽ đổ xuống ngang cái đường 17 này. Các bạn hình dung không ạ? Nó sẽ đổ xuống ngang cái đường 17 là chỗ này. Còn nếu nó ra 19 ấy, thì nó sẽ đổ mạnh hơn một xíu nữa, nó ra đúng cái đường 19 đó. Nó sẽ mở ra tới đây. Các bạn hình dung không ạ? Đó thì nó sẽ mở ngang ra tới đây, tức là 19. 19 khi các bạn dàn nó ra như thế này này. Đó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là đây các bạn sẽ lấy ngang ra và các bạn sẽ thấy là từ đây sang đến đây là 19, tức là từ chỗ này này ra chỗ này chính là cái phần tay mà nó đang nhô ra để đổ xuống. Các bạn thấy nó đổ to hơn cái phần tay chính của chúng ta khoảng từ 5 tới 7 đó. Thì các bạn có thể lấy cho mình là từ đây vào đến đây là từ 17 tới 19 cm. Đó thì nó sẽ đổ xuống tay cho các bạn, đúng không ạ? Và khi các bạn cắt như thế này thì các bạn sẽ dán vào đây này. Đó, muốn biết cho nó muốn biết đổ. Đó, các bạn hình dung không ạ? Đây là mình muốn cho nó đổ xuống dưới này. Và khi nó đổ xuống ấy, nó sẽ co cái phần này lại như thế này này. Đó, nó sẽ đổ xuống. Các bạn hình dung không ạ? Và đây là phần tay chính của chúng ta. Bắt đầu từ đây, nó sẽ đổ xuống đây. Vậy thì các bạn sẽ nhớ cho mình còn một cái nữa. Đó là, đây mới chỉ là đổ thôi. Đấy. Và khi mà nó đổ như thế này mà nó lại còn được nhúm vào cái đường này. Đó, thì sau khi các bạn tìm ra cái độ đổ chính xác cho nó rồi thì các bạn sẽ tính này, nó nhúm bắt đầu từ cái khoảng này này lên tới trên này, đúng không? Thì nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta có cái rập như thế này rồi, đúng không? Chúng ta chỉ cần lấy cái rập chính của nó chúng ta như thế này mà nó được nhúm ở cái đoạn này. Đấy, thì chúng ta chỉ cần tăng cái độ nhúm ở cái đường này ra. Đó, các bạn hình dung không ạ? Chúng ta sẽ tăng độ nhúm của cái đoạn này ra, tức là chúng ta bóc tách nó ra để cho nó có độ nhúm đó. Thì chúng ta nhúm nhiều hay nhúm ít là do chúng ta có thể tách cái phần này ra như thế này này. Đó. Đó, và khi chúng ta cắt như thế này này, chúng ta sẽ nhúm cái phần này vào cái phần nách kìa, đúng không? Thì cái phần này nó sẽ bị đổ xuống theo thôi. Đó. Và khi chúng ta cắt thì nhớ cắt làm sao cái đầu này nó phải là góc vuông các bạn nhé. Khi nó vuông góc ấy, thì nó sẽ đổ xuống cho nó bằng, đúng không nào? Đó, và khi nó vuông góc ấy, thì tức là cái phần mở rập ra ấy, nó sẽ là một cái đường vuông góc. Còn nếu mà các bạn cắt cho nó méo chỗ này thì tí nữa nó cũng bị méo theo. Mình đã hướng dẫn theo cái kiểu mò như thế này. Thì một cách khác nhanh hơn cho các bạn đó là các bạn sẽ lấy một cái tay cơ bản như thế này, đúng không ạ? Ngang cái đường tay này. Sau đó các bạn sẽ kẻ ngược xuống dưới luôn cho mình. Và mình sẽ kẻ ngược xuống dưới để làm gì? Các bạn tính cái độ đổ suốt từ trên cái đầu này xuống dưới đây cho mình là cũng khoảng 19 cm hoặc 17 cm này, đúng không? Và chúng ta cũng rã cái đường này ra. Đó. Sau đó chúng ta sẽ đưa nó lên. Đó. Chúng ta rã ra như thế này, các bạn hình dung nhé. Đấy. Sau khi chúng ta rã ra thì chúng ta cũng đưa vào đây này. Đó, cái này thì các bạn cũng phải giữ cho nó là một đường thẳng cho mình. Đây, các bạn nhìn nhá, cái đường thẳng theo cái thước này, chúng ta cũng giữ theo một đường thẳng. Đấy, sau đó là chúng ta dán cái đầu này lại, cố định ở đây. À, các bạn chỉ cần hình dung cho mình đây là cái phần vai này, vai trước và vai sau này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đánh dấu nó khi nó thả xuống tới đâu, chính là điểm này, đúng không ạ? Và khi điểm này thì các bạn chỉ cần quay cái phần tay này ra cho mình. Các bạn sẽ quay cái phần tay này ra nhá. Và quay đến khi nào mà nó mở chiều ngang này ra này là 19 cm. Đó. Di động cái chiều ngang này từ 17 tới 19 cm, nó có độ đổ đúng không? Thì chúng ta sẽ có cái đường này, chính là cái đường ngang của nó, và chúng ta dán vào đây. Và khi chúng ta dán vào đây, có phải là cái phần đầu ve này của chúng ta là gọt đi không? Đấy. Chúng ta gọt ngang cái đường này vuông góc ra đây này. Chúng ta sẽ gọt vuông góc ra đây. Có phải là phần tay của chúng ta nó ở trên này không? Và khi chúng ta gọt đi thì chúng ta sẽ cắt cái đường này như thế này. Đấy. Và cái phần này chúng ta sẽ kéo thẳng nó lên trên này này. Đấy. Phần tay này của chúng ta nó đang đi theo cái đường này, đúng không ạ? Và nó lại còn được nhúm ở đây. Đấy. Thì khi nó được nhúm ở đây thì các bạn chỉ cần tính từ cái đường ngang này. Đây. Các bạn sẽ gọt đường ngang này đi theo cái đường đổ này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ cộng thêm cái đường lên trên này. Từ đây lên đến đây chúng ta sẽ cộng thêm cho nó, ví dụ từ đây lên đến đây là bao nhiêu độ nhúm của nó, cho một nửa đi. Chúng ta sẽ cộng lên đây từ 5 cho tới 7 cm, đúng không? Và chúng ta kẻ ngang cái đường này.
Đấy, thì cái độ nhúm của nó là sẽ được tính vào đây cho nó. Dài hay ngắn thôi, nó khác nhau chiều dài thôi à. Đó, vậy là sau khi mình cắt xong thì cái tay này chúng ta sẽ đặt lên cái tay cũ mà chúng ta cắt này, thấy không ạ? Các bạn sẽ thấy nó bằng nhau. Vậy là cách nào chúng ta cắt cũng được nha các bạn nhé. Đó. Và các bạn hình dung nhá, vậy là sản phẩm của chúng ta đến đây là xong rồi. Nếu bạn nào cảm thấy không hiểu chỗ nào thì có thể hỏi mình sẽ trả lời nhá. Cái phần này nhớ vuông góc các bạn nhé.